Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine nuôi hy vọng giành lại Bakhmut. Từng để mất Bakhmut vào tay Wagner, Ukraine tìm cách giành lại thành phố sau khi lực lượng này suy yếu vì vụ nổi loạn ở Nga hơn một tháng sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi từng diễn ra các cuộc giao tranh dai dẳng và đẫm máu nhất, quân đội Ukraine đang nỗ lực giành lại những điểm cao ở ngoại ô phía Bắc và phía Nam nhằm bao vây lực lượng Nga đóng tại đây. Nhiều binh sĩ từ lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đã đăng các video về những cuộc đọ súng dữ dội trong chiến hào Nga ở Bakhmut. Hồi đầu tuần trước, họ tuyên bố chiếm được một cứ điểm của Nga ở bờ Tây một con kênh quan trọng gần thành phố. Chúng tôi đang tiến dần về phía trước, từng chút một, người lính có mật danh Small, trung đội trưởng thuộc lữ đoàn xung kích số 3 cho biết. Khi đà phản công ở miền Nam, trứng lại do vấp phải phòng tuyến kiên cố và bãi mìn dày đặc của Nga, Ukraine đang thực hiện những cuộc tiến công lớn hơn xung quanh Bakhmut, thành phố mà lực lượng Wagner của Nga đã mất 10 tháng mới kiểm soát được. Khi Wagner nổi loạn ở Nga hai tuần trước, Ukraine coi đây là cơ hội để làm suy yếu các đơn vị Nga đang mất phương hướng. Việc Ukraine chiếm được ưu thế tại Bakhmut có thể là đòn giáng mạnh làm mất tinh thần đối phương. Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin đã từng chỉ trích khả năng tác chiến của quân đội chính quy Nga tại Bakhmut, tuyên bố rằng các tay súng do ông dẫn đầu đã làm hết công việc trong chiến dịch tấn công chiếm thành phố. Trước khi thực hiện vụ nổi loạn, Prigozhin đã dự đoán rằng Nga sẽ hứng chịu nhiều thất bại ở Bakhmut nếu thiếu lực lượng Wagner. Các cuộc nổi loạn đã khiến tương lai Wagner trở nên bất định và gần như đánh mất mọi vai trò trên chiến trường Ukraine, khi Bộ Quốc phòng Nga đã tước vũ khí hạng nặng của tập đoàn quân sự tư nhân này. Giới chức phương Tây và Ukraine cho biết Nga đang điều động lực lượng từ mặt trận phía Nam tới để củng cố hệ thống phòng thủ quanh Bakhmut. Theo đại tá Sergei Chervasty, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang đóng quân ở đây. Quân đội Ukraine đang cố gắng tận dụng tối đa tình cảnh hỗn loạn ở Nga sau cuộc nổi loạn của Wagner. Cherevati cho hay, cùng với các đơn vị khác, lữ đoàn xung kích số 3 đã giành lại khoảng 47 km vuông lãnh thổ xung quanh Bakhmut kể từ giữa tháng 5, chiếm được nhiều điểm cao khiến Nga khó sử dụng thành phố này làm bàn đạp để tiến quân về phía Tây. Chúng tôi đang giành giật từng mét đất, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói. Trong một đợt tấn công gần đây, trung đội của Small đã sử dụng thiết giáp chở quân M113 để bao vây một vị trí phòng ngự của quân nga, buộc hàng chục lính đối phương tháo chạy, giúp lực lượng Ukraine tiến thêm hơn 700 mét. Các chỉ huy Ukraine cho biết họ chưa triển khai những lữ đoàn được trang bị tốt nhất do phương Tây đào tạo, nhưng tiến độ phản công có thể chậm lại, ít nhất là ở Bắc Mớt. Small cho hay quân đội nga đã điều chỉnh chiến thuật, tập trung tấn công từ xa bằng súng phóng lựu và súng cối. Chiến đấu cơ Nga cũng đã gây ra nhiều khó khăn với quân đội Ukraine vì năng lực phòng không của Kiev còn hạn chế và phần lớn khí tài phòng không hiện chỉ được triển khai ở các thành phố lớn. Chúng tôi không có cách nào đối phó với chiến đấu cơ đối phương, một lính bộ binh thuộc lữ đoàn xung kích số 3 nói. Những lúc họ tấn công, chúng tôi chỉ biết cúi thật thấp tìm nơi ẩn nấp, bất cứ đâu có thể Dọc theo sườn phía nam Bắc Mớt, các khẩu đội pháo binh thuộc lữ đoàn xung kích số 3 thường xuyên phải ẩn nấp trong chiến hào, kiên nhẫn chờ thời cơ tấn công lực lượng Nga khi nhận được thông tin mục tiêu từ máy bay không người lái UAV. Ở phía tây Bắc Mớt, trong khu rừng rậm giữa Kostatinska và Chashita, những xe bọc thép chở quân của Ukraine và xe tăng T-72 Liên Xô được ngụy trang bằng lưới dưới tán cây. Các binh sĩ tận dụng thời gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo, Nguy hiểm luôn rình rập họ khi UAV Nga vẫn lượn vòng trên đầu và pháo binh liên tục tấn công khu vực. Nhiều người nói rằng thư giãn tinh thần trong hoàn cảnh như vậy là điều không thể. Một người lính 39 tuổi được điều động 6 tháng trước vào lữ đoàn 17 đang chiến đấu tại Bạc Mướt cho hay anh rất muốn về nhà để gặp vợ và đứa con trai 12 tuổi ở thành phố Kiviri. Anh nói rằng đơn vị của mình đã mất 40 người vào cuối tháng trước và không thể tìm thấy 6 thi thể vẫn nằm lại tại khu vực giao tranh ác liệt những hàng xe tăng thiết giáp chở quân liên tục chạy dọc theo con đường gần đó tới Chasitsa, khói đen dày đặc bốc lên. Nhưng rất ít thiết giáp phương Tây cung cấp cho Ukraine nhằm phục vụ chiến dịch phản công đến được phần này của mặt trận, các binh sĩ nói. Vitaly Menikov, lính bộ binh thuộc lữ đoàn xe tăng số 4 Ukraine cho hay, anh và các đồng đội đang cố gắng giúp nhau nâng cao tinh thần sau nhiều tháng chiến đấu. Anh cho biết bản thân cảm thấy được khích lệ bởi những bước tiến gần đây của quân đội nhưng lo sợ cho số phận của những thành phố, thị trấn mà họ đang tìm cách tái kiểm soát. Hỏa lực đối phương phá hủy mọi thứ, bác mớt giờ đã trở thành đống đổ nát, chẳng còn gì để giành lại, anh nói. Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho phương Tây khiến phản công thất bại. Ukraine hy vọng tiến hành cuộc phản công Nga sớm hơn nhưng đã bị cản trở do thiếu vũ khí, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với cnn ông zelensky thừa nhận nhiệt độ phản công của ukraine trong một tháng qua đã bị chậm dần do phóng tuyến kiên cố của nga ông zelensky đã nói với các nhà lãnh đạo châu âu rằng ukraine muốn bắt đầu chiến dịch sớm hơn nhiều nhưng cần vũ khí và phương tiện thực hiện ông tiết lộ quân đội ukraine thậm chí không thể nghĩ đến việc bắt đầu cuộc tấn công bởi họ không có vũ khí phù hợp tổng thống ukraine cũng giải thích kiev hiểu rõ việc trì hoãn sẽ làm chậm tiến độ phản công Tôi biết ơn Mỹ cũng như nhà lãnh đạo đã ủng hộ chúng tôi, nhưng chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi muốn bắt đầu cuộc phản công sớm hơn và chúng tôi cần tất cả vũ khí và phương tiện để thực hiện điều đó. Vì sao? Đơn giản là bởi vì nếu chúng tôi bắt đầu sau đó thì nó sẽ diễn ra chậm hơn. Càng bắt đầu muộn thì chúng tôi càng gặp nhiều khó khăn. Mọi người đều hiểu nếu cuộc tấn công này diễn ra muộn hơn, một phần lãnh thổ lớn hơn của chúng tôi sẽ bị gài mìn, điều đó tức là chúng tôi đã cho đối phương thời gian và cơ hội để đặt nhiều miền hơn và chuẩn bị các phòng tuyến kỹ càng hơn, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky, cuộc phản công có thể được tăng tốc nếu Ukraine có nhiều pháo và tên lửa tầm xa hơn. Ông Zelensky cũng một lần nữa kêu gọi Mỹ cung cấp tiêm kích F-16. Trong khi phương Tây bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine là chiến đấu cơ này, thì hồi đầu năm, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cảnh báo, việc vận chuyển máy bay chiến đấu F-16 sẽ không thể được giải quyết trong ngắn hạn cho cuộc phản công này. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, việc cung cấp tiêm kích F-16 thậm chí không giúp Ukraine đạt được lợi thế trên không trước Nga mà chỉ ở mức ngang bằng, song nói rằng các chiến đấu cơ này sẽ bảo vệ cho quân đội Ukraine và giúp họ di chuyển dễ dàng hơn trên chiến trường. Kiev bắt đầu cuộc phản công được dự đoán từ lâu vào đầu tháng 6 với nỗ lực phá vỡ các phòng tuyến của Nga dọc một số khu vực trên tiền tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các cuộc tấn công của Ukraine đều thất bại với tổn thất lớn. Nhiều quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky, đã thừa nhận những khó khăn mà quân đội nước này phải đối mặt. Tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malia đã đề nghị dư luận không nên đánh giá thành công của Ukraine bằng các vùng lãnh thổ giành lại được. Ngày 4 tháng 7, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết ưu tiên của Kiev là gây tổn thất tối đa cho các lực lượng của Nga thay vì giành lại lãnh thổ. Mỹ nêu điều kiện để Ukraine vào NATO, Nga tố Kiev âm mưu phá cơ sở năng lượng. Theo giới lãnh đạo Mỹ, Ukraine cần phải thực hiện nhiều cải cách nếu muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Sinpier trong cuộc họp báo tối ngày 5 tháng 7 theo giờ Washington DC nói rằng bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc kết nạp thêm thành viên NATO sẽ cần thể theo mong muốn của tất cả 31 quốc gia trong khối. Đối với Ukraine, chúng tôi đang thảo luận cùng các quốc gia đồng minh trong khối NATO về việc làm thế nào Kiev có thể hội nhập châu Á, Đại Tây Dương. Tuy nhiên, tôi không thể nêu chi tiết những cuộc thảo luận đó, tổng thống mỹ joe biden từng nhắc đi nhắc lại về việc ukraine cần phải thực hiện nhiều cải cách để có thể đạt được những tiêu chuẩn mà một ứng viên nato cần có trước khi họ có thể gia nhập khối trang web nhà trắng dẫn lời bà jinspier nói trong cuộc họp báo tổng thống mỹ joe biden nghĩ rằng phía ukraine sẽ có thể thực hiện được những cải cách đó chúng tôi từng đưa ra lời cam kết về chính sách mở cửa của nato và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy thư ký báo chí nhà trắng nhấn mạnh nga tố kiev âm mưu phá cơ sở năng lượng Cơ quan an ninh Liên bang Nga SFB cho biết các nhân viên an ninh của họ đã bắt giữ một đối tượng làm việc cho cơ quan an ninh Ukraine SBU định tấn công khủng bố cơ sở năng lượng tại tỉnh Sakhalin. Đối tượng bị bắt giữ là công dân Nga, thừa nhận bản thân là người ủng hộ chính quyền Kiev hiện tại và đã lên kế hoạch chụp ảnh toàn bộ khu vực cơ sở năng lượng ở Sakhalin, sau đó gửi ảnh cho SBU trong quá trình thẩm vấn, người này khai bản thân đã cất giấu một số chất chế tạo thuốc nổ như lưu huỳnh và kali nitrat ở trong nhà và gara xe. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ SFB viết, theo FSB, đối tượng trên đã phạm phải những tội danh như chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố và phản quốc. Do vậy, người này có thể phải đối mặt với mức án trung thân. Ông Lukashenko, chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng các chiến binh của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này. Tổng thống Lukashenko nói với phóng viên CNN tại một buổi họp báo. Như những gì tôi được biết vào sáng nay, các chiến binh Wagner hiện đóng trong doanh trại của họ để nghỉ ngơi sau khi tham chiến ngoài tiền tuyến. Ông Lukashenko phủ nhận việc nếu tiếp cận lực lượng Wagner thì điều đó sẽ tạo ra nguy hiểm cho Belarus. Ông nói, Tôi tuyệt đối không thấy bất cứ rủi ro nào trong việc cho lực lượng Wagner tới ta túc ở Belarus nếu điều đó xảy ra. Nếu Wagner tới Belarus, khi đó các hàng xóm của chúng tôi cũng như lãnh đạo của quý vị sẽ hiểu rằng đây là một đơn vị quân sự rất hùng mạnh, không có nhiều đối thủ ngang hàng trên thế giới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cũng nói với phóng viên CNN rằng quân đội Belarus không kém cạnh so với Wagner. Ông cho hay, kinh nghiệm mà các chiến binh và chỉ huy của Wagner có được, họ sẽ thoải mái chia sẻ với quân đội của chúng tôi. Tháng trước, Tổng thống Lukashenko đã mời các chiến binh Wagner tới huấn luyện cho binh sĩ Belarus. Thưa quý vị và các bạn, Ukraine cho biết vào ngày 12 tháng 6 rằng quân đội nước này đã chiếm lại 7 ngôi làng từ các lực lượng Nga dọc theo mặt trận dài khoảng 100 km ở phía đông nam kể từ khi phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào tuần trước nhiệm vụ chấm dứt sự chiếm đóng của Moscow ở miền Nam và miền Đông Ukraine là rất khó khăn, do Nga có ưu thế về quân số, khí tài và không quân, và đã phải xây dựng các công sự phòng thủ có chiều sâu trong nhiều tháng qua. Cuộc đối đầu lớn giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu. Thắc mắc này được đặt ra vào lúc nhiều cuộc giao tranh quy mô lớn dường như đã nổ ra ở miền Nam và miền Đông Ukraine trong những ngày qua. Tổng thống Zelensky vào ngày 10 tháng 6 đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất của mình rằng Kiev đã phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại đất ở phía đông và phía nam, đồng thời cũng khẳng định các hoạt động phản công đã diễn ra. Mặc dù nỗ lực phản công trong tuần qua, Ukraine mới chỉ giành lại được chút ít lãnh thổ và chưa thể xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga. Cuộc đấu được dự báo sẽ rằng co trong bối cảnh Nga đã cải thiện đáng kể chiến thuật và vũ khí của họ giới phân tích quân sự cho rằng sẽ mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để đo được sự thành công trong loạt phản công do ukraine thực hiện trong tuần qua trên nhiều tuyến mặt trận ở tỉnh donetsk và Zaporizhia. tiến bộ của quân ukraine được đo bằng mét hoặc cùng lắm là km chiến quả của ukraine bao gồm các ngôi làng nông nghiệp nhỏ bé và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về một đột phá lớn vào mạng lưới phòng ngự dày đặc của quân đội nga và đây cũng sẽ là nội dung chính có trong chương trình Thế giới 7 ngày hôm nay. Với khách mời của chương trình, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân. À, vâng thưa ông. Cuộc phản công của Ukraine đã chính thức bắt đầu rồi, à, theo ghi nhận từ cả phía Nga cũng như là từ phía Ukraine. À, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trước đây thì Ukraine khá là kín tiếng trong cái chuyện này. Tuy nhiên gần đây trong một uh, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky khi mà tiếp Thủ tướng Canada uh, Justin Trudeau thì cũng đã xác nhận điều này rồi. Vậy thì ông có thể cho biết là cái sự lấp lửng trước đó của Ukraine về cái chuyện phản công chúng ta nên hiểu như thế nào và cái việc mà họ đã quyết định rằng là họ đã thừa nhận cái việc đã có cuộc phản công như vậy có ý nghĩa ra sao ạ? Vâng, ừ, Có thể nói là trước đây thì là phía Ukraine toàn lấp lửng không nói chuyện là khi nào phản công nhưng mà chúng ta thấy và tại sao lại ông lại nói với lại ông thủ tướng canada thì tôi cho rằng cái lý do ông nói với thủ tướng canada là vì ở canada có cộng đồng người ukraine là rất đông và ukraine lại là và canada lại là cái đồng minh có thể là tin cậy rất là tin cậy của ukraine và chúng ta thấy là thời gian vừa qua là ukraine cũng được canada là hỗ trợ rất nhiều thế thì ông nói hai ông tổng thống này nói với chuyện ông thủ tướng canada thì có lẽ cũng thể hiện được cái sự tin cậy cao và cũng muốn nhờ là uh, về khía cạnh nào đấy là chính là ông thủ tướng canada sẽ là phát ngôn cho ukraine là đấy họ sẽ chuẩn bị phản công thế thì cái ở đây chúng ta thấy lớp lực này của phía ukraine là nó có ý nghĩa chiến thuật chiến thuật ở chỗ là thứ nhất là nước nào cũng thế thôi bên nào thế thôi kế ở quân sự là phải bí mật bí mật về thời gian, bí mật về lực lượng, bí hạch về thời điểm tiến hành bí mật thời gian kéo dài bao lâu, bí mật về mục tiêu. Tóm lại là cái gì là bí mật? Bí mật như Việt Nam nói là bí mật là thắng 50% rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa chúng ta thấy là Ukraine bí mật là vì nói thật ra mà nói thì cái tương quan lực lượng của Ukraine là chưa đủ là là được cái vượt trội so với lại Nga. Cho nên là cũng phải Lớp lửng cái chuyện này. Cái điểm thứ ba nữa là rõ ràng Ukraine vẫn giữ bí mật cái hướng tiến công chủ yếu. Thì đấy là cái yêu cầu một tối thiểu của rồi. Thế còn ngoài ra cái bí mật này, lớp lửng này còn có ý nghĩa về mặt tâm lý. Là vì sao? Là vì phản công đợt này, nếu mà anh không giành được thắng lợi, thì cái cuộc chiến ở Ukraine sẽ biến thành cuộc chiến là tiêu hao lâu dài mà chưa biết bao giờ mới có thể kết thúc hơn nữa là cuộc chiến lần này mà không thắng lợi thì không có thể là thuyết phục được phương Tây tiếp tục ủng hộ vũ khí trang bị và khí tài kể cả huấn luyện quân đội cho nó. Cho nên là chúng ta thấy là đấy là lý do mà phía Ukraine là lấp lửng, lấp lửng để mà, mà trong khi đó rất nhiều người mong chờ cái cuộc là tiến công được bắt đầu. Dạ vâng ạ. Vậy thì tại sao đến thời điểm này thì họ lại quyết định là xác định cái điều này thưa ông? bây giờ thì họ thấy rằng là một số cái yếu tố để mà tiến công tiến công là đã có rồi là họ đã được phương tây trang bị thêm vũ khí lực lượng của họ thì đã được phương tây huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng và có một cái nữa là họ cũng thấy rằng là có lẽ là cũng đến cái lúc là cái thời điểm mùa hè thì cái thời tiết nó khá hơn sau so cái thời gian mùa xuân thì đây là cái thời điểm mà Ukraine cho rằng là thuận lợi cho tiến công họ. Thế nhưng mà cũng chưa hẳn là thuận lợi đâu tôi nghĩ như vậy Dạ vâng, có lẽ là trong bất kỳ một cuộc chiến nào thì yếu tố thời điểm cũng vô cùng quan trọng đúng không ạ? Vâng. À, vậy thì ông có thể cho biết là cái cuộc phản công này à, cho đến nay thì mang lại cái ý nghĩa như thế nào đối với tương lai chính trị cũng như là an ninh của Ukraine? Vâng, nếu mà lần này tiến công một trọc thủ phòng tuyến của Nga thì sẽ Ukraine sẽ có thuận lợi để thu hồi lãnh thổ. Cái trong trường hợp là nếu không mà trọc thủ được cái phòng tuyến của Nga thì rõ ràng là cuộc chiến sẽ rơi vào cái chuyện tiêu hào kéo dài. Thế còn nó bây giờ thời điểm này thì Ukraine là có bị một cái áp lực về thời gian ở chỗ là tháng 7 này thì khối NATO người ta họp hội Thượng đỉnh mà một trong nội dung họp của Thượng đỉnh lần này là bàn về cái chuyện tương lai của Ukraine là bàn về cuộc chiến Ukraine và có một lý do nữa là năm 2024 ở Mỹ người ta bầu cử tổng thống và bây giờ người ta đang khởi động rồi và nếu mà cái cuộc bầu cử này mà Đảng Cộng Hòa ta lại giành phần thắng ấy, thì rõ ràng là cái phần hỗ trợ cho Ukraine là trở nên mờ mịt. Thì cho nên là cái cuộc phản công này ấy, là nó có cái ý nghĩa quyết định cái tương lai chính trị cũng như là tương lai an ninh của Ukraine. Vâng, cả thế giới lúc này vẫn đang theo dõi rất là sát những cái tiến trình của cuộc đấu giữa Ukraina và Nga. À, tuy nhiên cho đến thời điểm này sau khi mà Nga xác nhận rằng họ đã phản công thì chúng ta vẫn thấy rằng là chưa có bất kỳ một cái báo cáo độc lập nào từ tiền tuyến nên là không thể đánh giá được rằng là liệu rằng Nga hay là Ukraina có được cái thành tựu nào hay không. Liệu rằng Ukraina họ có có thể xuyên thủng được cái hệ thống phòng thủ của Nga trong cái nỗ lực phản công của họ hay không. À, vậy thì theo ông đến nay chiến trường giữa Nga và Ukraina ừ có những cái điều gì đang chuyển biến hay không ạ vâng có thể còn quan sát cái chiến sự ở ukraine thì thì có mấy cái thứ nhất là xét về cái lực lượng của ukraine thì có thể nói là lượng ukraine mấy ngày hôm nay thì họ vẫn tiếp tục tiến công trên bộ hạn chế xung quanh khu vực bong họ buộc nga phải phòng thủ tập dự bị và cố gắng các vị giữ cái vị trí của nga đấy. chúng ta cũng thấy là ukraine tiếp tục phản công ở ít nhất là ba khu vực của mặt trận đấy và đã tái chiếm được như là lúc đầu chúng ta nói thứ trưởng quốc phòng ukraine nói rằng là họ đã tái chiếm được ít nhất là bảy làng rồi với diện tích là 90 mươi km vuông thế và ở đây chúng ta là cũng thấy là cái lượng ukraine ấy, là còn tiến công gần cái biên giới hành chính các tỉnh donetsk và zaporizhia và giành được nhiều thắng lợi kể từ ngày 12 tháng 6 đến giờ và thế còn cái phía tây nam ấy, là khi thì họ cũng có cái phản công nhưng mà ở đây thì cái hướng này hạn chế. Đấy. Thế còn về phía lực lượng Nga thì thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là Nga thì phản công sau khi mà Ukraine giành được chiến thắng ở gần Vremika ở phía Tây Donetsk. Đấy. Và do thời tiết thì nó nó mưa, dịp này là Ukraine mưa cho nên máy bay của Nga không cất cánh được. Mà không cất cánh lên được thì không hỗ trợ được cho cái lực lượng mặt đất chiến đấu. Cho nên là có thể nói là cái việc mà khả năng phòng thủ của Nga là cũng có gặp một số khó khăn trong này. Thế còn cái Nga thì có tấn công trên bộ nhưng mà tấn công hạn chế thôi. Ở cái khu vực phía nam Crimea và dọc theo tuyến thành phố Alipka Donetsk thì đấy là cái lực lượng. Tóm lại hai bên vẫn đang giản quân và vẫn đang phải có đối phó nữa nhé. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư. À, thưa quý vị và các bạn, Ukraine đã tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng họ có kế hoạch phản công lớn. tuy nhiên, Kiev cũng đã phủ nhận việc chiến dịch chính đã bắt đầu. với rất ít tin tức độc lập từ tiền tuyến, có lẽ rất khó để đánh giá được tình hình chiến sự lúc này. ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 12 tháng 6 cũng đã cho biết là còn quá sớm để nói chính xác cuộc phản công chính của Ukraine sẽ diễn ra ở đâu. thế nhưng Washington tin tưởng rằng Kiev có thể sẽ tiếp tục thành công. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, ông Blinken khẳng định Mỹ quyết tâm hỗ trợ tối đa cho Ukraine, đồng thời cho biết một gói hỗ trợ vật chất và chính trị mạnh mẽ dành cho Ukraine có thể sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius, Litva. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về cuộc phản công và các cuộc giao tranh cho đến nay có thể cho thấy Ukraine đang thử khả năng phòng thủ của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Ukraine đang cố gắng thực hiện một chiến dịch chiến thuật cực kỳ khó khăn, một cuộc tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị sẵn, càng phức tạp hơn do thiếu ưu thế trên không, và các cuộc tấn công ban đầu không nên được giải thích phóng đại. Cuộc tấn công chính khi nó xảy ra sẽ có hàng trăm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Cuộc tấn công rõ ràng đã bắt đầu nhưng tôi không nghĩ đây là cuộc tấn công chính. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tiến hành các hoạt động quan trọng ở một số khu vực phía Đông và phía Nam trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6. Hệ thống phòng thủ của Nga bị chọc thủng ở nhiều nơi. Theo bộ này, lực lượng Ukraine đạt bước tiến ở vài khu vực và vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, nhưng tiến chậm hơn ở những hướng khác một số đơn vị nga dường như đang tiến hành phòng thủ cơ động nhưng số khác có vẻ đã rút lui trong hỗn loạn miền nam được coi là ưu tiên chiến lược quan trọng trong một cuộc tấn công của ukraine nhằm chiếm lại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu âu và cắt đứt cầu nối đất liền của nga với bán đảo crimea ở biển đen chia rẽ các lực lượng nga nhà phân tích quân sự ukraine oleksiy hetman nói với đài phát thanh nv rằng các sự kiện trong những ngày gần đây chỉ là những bước đầu tiên những gì đang xảy ra bây giờ có thể được gọi là trinh sát trong trận chiến giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công không thể tiến sâu hơn nữa mục đích ở đây là dò xét hoạt động phòng thủ của đối phương hãy chờ vài ngày nữa và xem điều gì sẽ xảy ra Nga vẫn chưa phải đối mặt với kiểu tấn công dữ dội này nhưng những thành tích chiến trường kém thuyết phục của Nga trong 15 tháng kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt đã dẫn tới việc thường xuyên thay đổi chỉ huy và tranh cãi công khai với các lực lượng dân quân tư nhân được triệu tập để chiến đấu bên cạnh quân đội.